cảm với người theo học phẫu thuật. Đối với nhân sinh, mỗi một kỳ thi lên đài là một lần khẳng định sự tiến bộ, trình độ hay đẳng cấp của mình sau một thời gian luyện tập. Theo quy định của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam thống nhất trong toàn quốc có 5 màu đai tăng dần theo các cấp bậc đen, xanh, đỏ, vàng và trắng. Mỗi môn sinh mới theo học đeo đai đen và bắt đầu từ đai xanh sẽ có những vạch trình độ khác nhau. Đai xanh có 4 vạch trình độ và vượt qua vạch cuối cùng của đai xanh, môn sinh sẽ được lên đai đỏ. Thời gian để luyện tập các thế võ thành thục để thi lên đai có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm, tùy theo vào khả năng của môn sinh. Thi lên đai nó rất là quan trọng trong các cái võ đường của võ cổ truyền. Mà chúng ta biết là cái lên đai này nó biểu hiện như cái nữa là cái tính nết, tức là cái nền văn hóa của các võ giờ học. Tức là khi trước khi lên học thi lên đai là các cháu phải tập họp chào cờ quốc ca của mình, rồi thì là các cháu phải lên khấn những cái, tức là thành kính với lại các cái, tức là tiền bối của mình. Thì chính vậy cho nên khi diễn ra rất là trang trọng. Võ cổ truyền Việt Nam vốn lấy nguyên lý âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc để giải thích tác dụng tấn công, phòng thủ, phản đòn, biến thế của các thứ võ. Sinh của võ đường Thanh Phong, Hà Nội. Hoàng đã theo học võ thuật được 2 năm. Ngày mai Hoàng thi lên đai. Kỳ thi này với Hoàng rất quan trọng vì em đã vượt qua 4 vạch đẳng cấp đai xanh, và nếu em vượt qua vạch cuối cùng này, em sẽ lên đai đỏ. Ngày thi lên đai của Hoàng cũng là một sự kiện đối với gia đình. Từ nhiều ngày nay, mẹ em đã tạo điều kiện dành cho em nhiều thời gian hơn trong việc luyện tập. Cháu Minh Hoàng thì đã đi học võ được hơn 2 năm rồi. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì cháu theo học ở võ đường Thanh Phong. Ngày mai thì đến khi cháu đi thi lên đai. Mấy hôm nay thì ở nhà cháu luyện tập rất là tích cực. Mỗi một lần mà cháu đi thi lên đai như này là một sự kiện không chỉ của cháu mà của cả gia đình. Vì là mỗi một lần lên đai là cháu sẽ như là một cái bậc thang để khẳng định rằng là cháu đã vượt qua một trong những cái lớp luyện tập trong cái chu kỳ luyện tập của mình. Qua cái kỳ thi lên đai này thì tôi cũng thấy như là con sẽ trưởng thành hơn và vững chãi hơn. Đối với những môn sinh của võ đường Thanh Phong, kỳ thi lên đai là một cuộc thử thách nhưng cũng là một ngày hội. Hoàng được mẹ đưa đến điểm thi từ sáng sớm. Cứ 4 tháng một lần, võ đường Thanh Phong lại tổ chức thi lên đai cho các môn sinh. Các kỳ thi được tổ chức vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 hàng năm. Trước mỗi kỳ thi, các môn sinh phải trải qua những ngày tháng luyện tập vất vả. Đó là những bài thủ thuật, chiến thuật và luyện công tùy theo trình độ của mình. Hoàng bắt đầu bài thi hôm nay với phần khí công. Em sẽ phải dùng tay của mình để chặt vỡ hàng gạch. Với sự luyện tập miệt mài và với những hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên, Hoàng tỏ ra rất tự tin trong phần thi này. Và đúng như dự đoán, em đã thành công trong phần thi khí công để bước vào phần thi chính, biểu diễn huyền tay không. Ở phần thi chính, phần thi quan trọng nhất, đó là bài biểu diễn huyền tay không. Hoàng đã chọn 110 bài huyền quy định quốc gia trong võ cổ truyền để luyện tập. Và hôm nay, trước rất nhiều giám khảo, em sẽ phải chinh phục được họ để lên đai. Cuối cùng thì Lê Minh Hoàng cũng vượt qua phần thi quan trọng nhất để khẳng định được đẳng cấp của mình với đồng môn. Lễ lên đai của võ đường Thanh Phong được tổ chức trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo môn sinh, huấn luyện viên của võ đường. Bài quốc ca Việt Nam là bài quy định của võ đường trong buổi lễ lên đai.
sau màn máy tổ, các môn sinh phải thực hiện lời thề môn quy. Với Võ Đường Thanh Phong, đó là 6 điều tâm niệm. Điều 1, phải tôn sư trọng đạo. Điều 2, phải nhân ái đoàn kết. Điều 3, phải giữ gìn kỷ luật. Điều 4, không khen mình chê người. Điều 5, không thắng kiêu bại mạn. Điều 6, không sinh tâm đạo tặc. Với Lê Minh Hoàng, giây phút quan trọng nhất là lúc em được đích thân chủ nhiệm võ đường trao đai trong nghi lễ trang trọng và thiêng liêng trước sự chứng kiến của đông đảo các môn sinh của võ đường. Thì cái đài nó có tính chất rất thiêng liêng, mà mặc dù tức là bận như thế nào đó nhưng các cháu thì buổi sáng rất dậy rất sớm, bố mẹ cho ăn rồi thì là đi đèo đi, bố mẹ có thể được là một cháu đi thi, nhưng mà cả bố này, cả mẹ này, cả ông, cả bà này, cả các anh chị em cùng đi, nó rất vui. Nó là một cái nền văn hóa của, tức là nó tụ hội rất nhiều cái tinh hoa của võ thuật của cổ truyền, trong đó là chứa đựng cái nền văn hóa của dân tộc. Buổi thi đai như này thực chất là các cháu rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tạo không khí đoàn kết, xây dựng tinh thần tập thể cũng như là tự thắng chính mình. Đó là điều quan trọng nhất trong buổi thi đai này của các võ sinh của Võ Đường Thanh Phong ngày hôm nay. Đối với sự nghiệp võ thuật của một môn sinh, việc đạt được đai trắng đẳng cấp cao nhất là không đơn giản. Nó đòi hỏi năng khiếu cá nhân, sự nhanh nhạy, bền bỉ, dẻo dai trong suốt quá trình khổ luyện, có khi kéo dài đến hàng chục năm. Hiện nay, những huấn luyện viên của võ cổ truyền Việt Nam có đẳng cấp đai cao nhất không nhiều, và họ thường là các chủ nhiệm võ đường, các câu lạc bộ hoặc trưởng môn phái. Trong dự thảo đề án bảo tồn võ thuật cổ truyền của Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, những kỳ thi lên đai được xem như một nét văn hóa độc đáo cần được gìn giữ và phát triển. Chỉ Việt ra khắp năm châu.